Đến 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 13 tháng 2, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn HMB chuyên sản xuất đồ gỗ trên đường DT743, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi đó công nhân mới bắt đầu vào ca làm việc thì phát hiện tia lửa điện tại một ống hút khí trong kho phun sơn, công nhân hô hoáng và cúp điện để hạn chế thiệt hại. Gần 10 xe chữa cháy, hàng chục chiến sĩ được huy động và sau hơn 1 giờ nỗ lực mới dập tắt được đám cháy. Trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đồ gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh sang các khu vực khác. Cả ngàn mét vuông nhà xưởng và nhiều tài sản có giá trị bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Gần đây, số vụ hỏa hoạn tại các nhà xưởng xảy ra với số lượng khá nhiều. Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, đánh giá về các vụ hỏa hoạn này để có giải pháp hạn chế.